Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ treo tường của hãng Maruman, một thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Đồng hồ này có tên là Memories, tức là đồng hồ kỷ niệm. Điều đặc biệt của cái đồng hồ này đó là nó có thêm một cái kim rốn. Đây là kim dây chạy 60 giây, tức là 1 phút đấy ạ. Ở dưới đây chúng ta thấy chữ Japan, tức là nó được sản xuất tại Nhật Bản, dành cho thị trường Nhật Bản. Phần trên này thì như đồng hồ thông thường có hai kim là kim phút và kim giờ. Mặt số thì dễ nhìn với các cái số tự nhiên để chỉ các ô giờ. Bình thường thì cái kim dây này sẽ chạy ở dưới, giống cái một số cái đồng hồ đeo tay đấy, người ta gọi là kim rốn. Khung đồng hồ thì là gỗ hay gỗ tự nhiên, được chế tác cũng khá là cẩn thận đấy ạ. Hình tròn với nhiều lớp cắt ở đây. Mặt sau thì bạn sẽ thấy máy của đồng hồ. Đây là máy chạy pin, sử dụng một viên pin tiểu kích cỡ 2 chữ A. Máy này là máy sản xuất tại Nhật Bản. Đúng đây là các bạn chỉnh giờ. Xoay cái này thì chúng ta sẽ xoay kim giờ và kim phút. Dưới này cũng có chữ Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản. Còn mã của đồng hồ này thì chúng ta nhìn thấy chữ UK35 của chính hãng Maruman. Về kích thước thì cái đồng hồ này có đường kính là khoảng 29 cm. Cái phần mặt đồng hồ này là khoảng 21 cm. Còn chiều dày của đồng hồ là khoảng 5 cm. Thì nếu bạn quan tâm tới cái đồng hồ Maruman tên là Memories với kim rốn, mặc dù treo tường có kim rốn, thì bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại bên dưới. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.